Dạ, đây là khu nghiệp Tân Hương nè anh chị ơi. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị là một cái mặt tiền cách đây là 500m cùng hướng với lại cái hướng công nhân người ta đi về luôn nha anh chị. Cách đây có 500m thôi mặt tiền. Mình có thể vừa ở mình vừa kinh doanh luôn. Thì đây là khu nghiệp Tân Hương em giới thiệu với anh chị nha. Thì đây là khu nghiệp lâu đời nhất của tỉnh Tiền Giang, thành lập năm 2006 với quy mô là 197,33 hectare. Cách thành phố Hồ Chí Minh là 50 km theo tuyến quốc lộ 1A luôn. Và cách ngay thành phố Mỹ Tho là 15 km. Nơi đây anh thị thấy là dân cư rất là đông đúc và nhanh chị. Và bây giờ em sẽ bán cho anh chị là một cái mặt tiền đường quốc lộ 1A luôn, và cách khu nghiệp Tân Hương của mình là 500m, là cách cái chỗ em đang đứng nè. Thì đây là cổng chính khu nghiệp nha anh chị. Thì khu nghiệp Tân Hương nó sẽ có ba cổng ha. Một là cổng chính quốc lộ 1A này, một cái cổng sau và một cái cổng bên hông ha. Thì em sẽ bán cho anh chị là một cái mặt tiền nằm cách cổng chính này là 500m thôi. Và giá sẽ rất là rẻ luôn nha anh chị. Và nó có lý do để nó rẻ nha anh chị, chứ không phải là tự động em bán rẻ đâu nha anh chị. Tại vì anh chị biết đó, dù có kinh tế nó có đi xuống đi nữa, nhưng mà những bất động sản mà gần khu nghiệp này á thì nó vẫn giữ giá nha, chứ nó không có mất giá nha anh chị. Và em ra tới đây em cho anh chị xem ha. Thì đây là ngay chỗ em đang đứng là cái mặt bằng của mình nha anh chị. Đó, anh chị công nhân người ta đi về rất là đông và người ta buôn bán rất là đông ở đây rồi. Thì mặt bằng của mình á thì sẽ có thể là mình về mua bán kinh doanh. Phía trước là có một cái nhà tiền chế, phía sau là có một căn nhà cấp 4 kiên cố luôn nha. Thì đây là mặt bằng của mình là đang cho người ta thuê nè anh chị. Thì anh chị về đây anh chị có thể là tự buôn bán kinh doanh, hoặc là anh chị tiếp tục ký hợp đồng cho người ta cho thuê nha anh chị ơi. Hiện tại đang cho thuê tầm khoảng 5 triệu một tháng anh chị. Tại vì nó rẻ là lý do là ở kế bên là nó có 1, 2, 3, 4 cái mã nè anh chị. Đó, nó có mấy cái mã bên này cho nên là giá nó sẽ rẻ nha anh chị. Thì diện tích của mình là ngang là 4m8, dài là 30m, hậu cũng 4m8 luôn. Nhưng mà ở giữa thì nó phình to ra là 7m rưỡi, cho nên diện tích tổng của nó là 174m2 nha anh chị. Vị trí của mình thì kinh doanh buôn bán là coi như là quanh năm là đều đắt khách hết luôn nha anh chị ơi. Tại vì khu nghiệp Tân Hương này công nhân người ta về đây người ta mua nhiều lắm. Thì đây là cái nhà tiền chế phía trước nè anh chị ơi. Nhà tiền chế phía trước thì ngang 4m8, dài tầm khoảng là 12m ha. Và phía trong này của mình là mình có một căn nhà cấp 4 kiên cố nữa nha anh chị. Thì nhà của mình thì có một phòng khách nè, hai phòng ngủ nè, nhà tắm toilet phía sau ha. Thì ngôi nhà này là xây để ở cho nên là rất kiên cố, mình thấy mình về mình sửa lại để mình ở ha, hoặc là mình có thể là mình làm một cái doanh nghiệp cũng được nha anh chị. Anh chị thấy mở spa hoặc là mở tiệm thuốc tây hoặc là mở những cái gì mà lớn lớn á. Ở phía sau này là mình có cái hàng rào nè, thì đất của mình là dài tới phía sau này luôn. Thì chiều dài của đất mình tổng hết luôn á là tầm khoảng là 30m chiều dài nha anh chị. Và ngang là 4m8 nha. Và giá của nó rất là rẻ luôn nha anh chị. Tại vì nó có mấy cái mã kế bên đó, cho nên là giá nó chỉ còn có 3 tỷ 950 triệu thôi nha anh chị. Đối diện đất của mình á là bên kia lộ á, bên kia lộ thì nó là ngang 12m, nhưng mà nó bán 20 tỷ á, thì anh chị biết rồi đó. Còn bên này cũng bên này là cùng hướng với khu nghiệp Tân Hương luôn. Bên này là cũng là đất của mình luôn nè anh chị. Phía bên mình là cùng hướng với khu nghiệp Tân Hương luôn. Nhà mình là hướng Đông Nam nha anh chị. Về vấn đề pháp lý thì sổ hồng riêng rõ ràng nha anh chị ơi. Và anh chị thấy là cùng hướng với khu nghiệp Tân Hương này thì mình có thể mình về mình buôn bán kinh doanh rất là thuận lợi luôn nha. Tuy là nó có một vài cái mã cái bên, nhưng mà nó cũng có thể là một cái lợi thế đó anh chị. Đó chính là không ai mà dám xây chắn cái nhà mình hết trơn á. Tại bên kia là có màu mã sẵn rồi, cho nên là không ai chắn hết trơn á. Cho nên chị có thể là anh chị ở đây anh chị xây, anh chị lên lầu, anh chị để cái bảng quảng cáo cũng được nữa, không ai che mình hết trơn á. Dạ, thì cái đó là em nói vui thôi nha anh chị. Và nhà của mình là chưa có thổ cư nha anh chị. Nhà hiện tại nguyên cái mảnh đất này là đất cây lâu năm nha, chưa lên thổ nha. Còn nếu mà lên thổ á, thì tầm khoảng á, là 200 triệu nha anh chị. Thì tại mặt tiền quốc lộ 1A á, cho nên là giá thổ cư tầm khoảng 2,8-3 triệu một mét vuông lận nha anh chị. Nhưng mà ở đây là đo đạc là ranh giới rõ ràng hết rồi, cho nên mình cũng không có lo lắng quá về mặt giấy tờ nha anh chị. Còn cái hành lang lộ giới thì nó từ tim lộ mình đi vào tầm khoảng là 19m nha anh chị. Thì ở đây ai chỗ nào cũng dễ cho anh chị. Nguyên một cái dãy nhà mà cặp theo quốc lộ 1A này gần khu nghiệp này thì lộ giới là từ tim lộ vô 19m hết. Nhà em cũng vậy luôn. Và nhà em cũng quốc lộ 1A nè, thì hành lang lộ giới là vô 19m á. Thì nói chung là nguyên cái nhà tiền chế của mình là nằm trên hành lang lộ giới đó, nhưng mà mình vẫn buôn bán kinh doanh bình thường. Giá là 3 tỷ 950 triệu nha anh chị.